Cô gọi cô Vinh. Cô Vinh ăn đâu ạ? Anh gọi mà không biết mồm à? Cô Vinh có vừa đến khai trương quán mình ấy. Ê đây đây, không ngồi đi anh gái. Cô ngồi đây. Em không ăn ốc, có chuyện gì bọn anh nói luôn đi, không phải nói nhiều. À thì mai anh khai trương quán ốc, gọi là đây. Hòa lui á. Mày có bị chặt em thì. Em khai trương quán ốc là ăn xong là không phải đủ vỏ. Là quán ốc gọi là quán ốc công cộng ạ. Thì anh mang ra ngoài đường mở, anh mang đây làm gì? Anh mang vào đây chủ yếu anh khịa em gì? Không, cô thật là đấy là phong thủy, vị trí nó đẹp rồi không biết là có những người như cô ấy thì nó với người đông khách đó. Em nghĩ quá lên vậy. Đông khách anh không phải khi ạ, anh tưởng em không biết nghĩ à? Khánh ơi, hả? Đóng luôn vào đây à? Đóng luôn vào đây cho nó long bố nó rồi toàn ạ. Đóng chắc vào tí. Ở đây nó kiểu cái bờ tường này nó không được chắc hay sao ấy. Mà nhưng mà được cái vị trí địa lý quán đây nó đẹp này thì đông khách. Mình lại đi làm sao? Ui giời ơi, chết rồi. Mà nghe biết bảo bắt đèn chết đấy. Đóng luôn trong thì Khánh. Đóng dưới được. Mà nghe biết bảo bắt đèn chết đấy. Mà tôi nói chắc. Tí chắc là nó mở hàng chắc đông khách lắm. Dạ. Nó mở hàng chắc đông khách lắm ấy. Anh nhìn rõ không? À, ok rồi. Bạn vậy chuẩn bị chú đáo hết, nhà đầy đủ hết. Bạn thật là mình đã chơi nó này, chơi khác luôn. À phải không? Ấy không còn nữa. Nhìn rõ chưa? Rồi. Ở đây có bán ốc công cộng, ăn xong không bị đổ vỡ. Bại rô thôi. Không? Thôi. À đâu? Đây lên thế nào? Anh chỉ dám cầm nước đi quá. Mày chuẩn bị ra nước ngọt thơm ngon không? Thơm mà. Anh thử xem. Vị khách là vị khách đặc biệt đấy nên mày phải cẩn thận đấy chưa? Đã không. Thôi đấy. Đây anh ngồi đây đi. Không ngồi được, ghế này là ghế ấy. Ghế này là ghế của khách. Khai trương anh ngồi đây. Điên à? Khách thì phải ngon, mày xếp ba đũa đi, tí khách ra cái ăn. Như có đũa đâu, có cái gai của anh đâu. Gai á? Vâng. Gai giống gai đấy. Đây. Thì em nhìn nó em ngại gọi điện cho anh vào gọi. Mày gọi đi, vừa hôm qua bảo nó biến khỏi mày dễ hơn. Nhỉ. Không anh Khánh vào gọi. Đúng rồi Khánh. Không, mày cứ nấp nấp ở kia em nấp đây. Mày nấp lúc nào anh gọi thì thẳng ra. Lúc nào anh mời khách thì thẳng ra nha. Chớ bạn vào. Mày nấp lại như. Ở đây không chờ đi đâu. Mày chắc cày đắm đấy chưa. Vinh ơi. Vinh. À. Cô ăn cơm ăn nước gì chưa cô? Cơm nước gì liên quan gì đến anh hỏi. Dạo này cô không được bỏ bữa nào rồi nhớ. Dạo này có cái bầu ở trong bụng thì ăn uống phải giữ sức khỏe, sức năng vào. Anh không phải nói kia kiểu em vậy. Thì em thằng cháu nó quan tâm hơn thì cô ơi, nãy cháu điện cho ông chú cháu bảo đặt cho hơn 1.000 quả trứng ngỗng cô ạ. Đầu bắt đầu mang vào cho cô ăn tổng bổ. Cô ăn này thông minh hơn cô bây giờ luôn. Em không cần, anh không có chuyện thì anh về đi, anh vào đây làm gì, em có liên quan đến nhà anh nữa đâu. À thôi cô, cháu bảo này, hôm nay thì cháu không vào đây trêu cô đâu. Cháu thì cháu mới mở cái quán ốc ạ. Cháu muốn mời cô đi dự khai trương này. Quán ốc thì anh mở thì anh đi mà khai trương chứ em liên quan gì? Không, nhưng mà cháu tối qua cháu về cháu nằm cháu tính rồi. Là cô ở trong cái tuổi gọi là cái tuổi là kiểu xông quán tốt, kiểu nó đông khách nên vậy. Anh đi tìm người than đi, em mệt lắm, em không muốn. Cô ơi, cháu xin cô thật, cháu xin cô thật. Cô em mệt lắm, anh đi về đi, em không muốn nói chuyện với ai cả. Cô phụ tấm lòng của cháu ạ. Ê. Ốc này là ốc đặc biệt, em hiểu không? Em không thích ăn ốc. Vai ra mà. Không, cô ơi, cháu bảo này. Cô không phải đi xa lên nha quan nên là đi xuống thành phố đâu. Cháu mở luôn ngay ở ngoài đây này. Thì anh mở thì anh gọi bà Nga về man, em không ăn ốc. Không, cô đi cháu đi. Em không ai, em đang mệt lắm, anh cứ lo em làm gì. Thôi, cháu xin cô đi, cháu xin cô thật đấy. Ra cô ăn hộ cháu với. Em không ăn được ốc. Cô mình đi ra đây, ra quán của cháu ở đây. Anh bày lắm ra làm gì, thì bà Nga về em bảo bà Nga không hóa cho mở. Đây, cô ngồi đây, cô ngồi đây. Em không ngồi. Ngồi đây. Em không ăn ốc. Cô ngồi đây anh thán cái gì đây ở cổng kia, tí bán ngay phải bán thì thấy bán hòa cho mở. Cô ra cô đọc cái biển của cháu xem đẹp không? Cô đọc thôi đẹp không? Anh thì cái gì ở đây vậy? Ê, cô điên à? Giả à? Ui giời ơi. Anh đừng có dán linh tinh vào đây. Cô anh mang về cho anh mà dán. Ôi trời giời ơi giời. Cháu dán mãi thì mới được cô thật lờ. Để cháu đóng lại, có nơi hỏng mất của cháu đi. Trời anh định đóng anh về cổng nhà anh mà đóng anh vào đây anh đóng làm gì? Rồi ha, đóng lại nhờ. Rồi ra thì đóng lại. Hóa rồi. Thằng Hòa đâu? Còn ông khách Hòa đâu nhỉ? Đấy, ra đây ông khách Hòa ra đây xem nào. Anh dẫn người vào đây làm gì? Anh dẫn mọi người nhà anh về đi.
Thì hôm nay cô hả? Em phải gọi cô đúng không? Ờ, cô gọi cô Vinh. Cô Vinh ăn đâu hả? Anh gọi mà không biết mồm à? Cô Vinh, cô vừa đến khai trương quán mình ấy. Ê, thì... đây, đây, thật không ngồi đi anh gái. Ờ, cô ngồi đây. Em không ăn ốc, có chuyện gì bọn anh nói luôn đi, không phải nói nhiều. À, thì hôm nay anh khai trương quán ốc, gọi là đây. Hòa lui á, mấy cái đứa chặt em đi. Em khai trương quán ốc là ăn xong là không phải đủ vỏ. Cháu là có người khác em... là đủ vỏ hộ. Có liên quan gì anh mang anh mở anh cô ngồi không? Cô ngồi xuống đây không? Em không ngồi. Thôi, ngồi cháu ngồi trời ơi. Thôi long trọng đấy à. À mà mời cô ốc đi anh Khánh. À, mời cô ốc à. Không, mà đây cô chưa ăn được. Dạ. Anh chủ quán anh nếm trước ấy. Con ông anh. Phải cô xem nhìn thấy ngon không? Đây vỏ đây, vỏ đây. Ông vứt vỏ này, có người nhặt. Ăn ốc xong rồi, vứt vỏ này. Được em nói thì đầu tí phải bắn à bá quét cơ mà em phải quét đâu. Em ăn thôi. Mày cút đi, không được ăn. Mày ăn rồi, mày cứ đi. À đúng rồi, mày ăn xong đi. Anh đút cho mày qua. Anh đang vứt vỏ đây. Là cầm vỏ vứt đi, cầm vỏ vứt đây. Đấy vứt vỏ đây vứt đây đi. Ê giời. Cô làm con nhỉ? Em không ăn ốc. Thôi ăn con. Tao ương. Chấm nước con ăn. Em không ăn. Ừ dạ. Cho người em. Làm tí. Em không ăn. Vứt quay lại đẻ vỏ đây, đẻ vỏ đây, vứt vỏ đây. Ơ còn một cái ấy đâu Khánh, cái gì, cái gai to to đâu, gai, cái kim to ấy. Quên mất, không đưa gai cho cô bảo sao cô không ăn được. Đúng rồi. Ở đây với cháu. Em không ăn. Đừng lại gần nào. Anh cứ làm đi. Bà Nga ơi, bà Nga ơi, anh Khánh mang cái gì mà cổng anh bày làm đây này. Gọi đi, gọi bà Nga đi. Gọi bà Nga, mời bà Nga cầm cầm lấy cái em tâm. Em không ăn, đừng có đưa cho em tí, bá về bá chửi cho. Vinh phải ngoái bằng cái này nhỉ. Ngoái ăn ốc phải ngon. Thôi, cả là nhờ cô Vinh ăn ốc cho không cần chấm gì. Tại vì cái sở thích của cô là cái kiểu gì cô cũng chơi được. Nó ăn trẻ ăn hết, ốc già, ốc bé, ốc to cô ăn hết. Anh không phải nói khị ạ. Còn bây giờ chuyện cho nó ép giải quyết xong rồi. Còn anh cứ vào đây anh không phải khị ạ. Bây giờ em chẳng còn cái gì để mà nghĩ đâu. Sao lại nghĩ cái bỏ trong bụng của cô ấy. Không phải nghĩ, mai em cũng bỏ rồi. Nên là thôi chẳng phải mà nói cả. Cô đừng có bỏ nhá, cháu và cháu hớt chú Cương là cô mà anh bỏ. Anh thích hớt ai thì hớt, bây giờ em không muốn liên quan đến ai nữa. Bây giờ anh về nhà anh rồi thì kệ anh cái việc của thôi, anh. Còn bây giờ cháu việc... chỉ đùa cô vậy thôi. Nên cô cứ cháu khai trương quán ăn ốc không cần đổ vỏ này. Mà quán ốc này là mới cần là, gọi là quán ốc công cộng đấy cô nhá. Ai vào cũng ăn được chứ không phải là riêng cháu hòa với cô đâu. Hả? Ê, quán ốc gọi là quán ốc công cộng vậy. Thì anh mang ra ngoài đường mở, anh mang đây làm gì? Anh mang vào đây chủ yếu anh khịa em gì? Không, cô thật là... Đấy là phong thủy. Vị trí nó đẹp rồi không? Biết là có những người như cô ấy thì nó với người đông khách đó. Em nghĩ quá lên vậy. Đông khách anh không phải khịa, anh tưởng em không biết nghĩ à? Thôi, sợ không biết nghĩ thật là cô giỏi, cô thông minh thì ai phải biết cái cô ấy thật là... Em không bao giờ em nhận quả, còn nói chung là mọi người thích làm gì thì làm. Đây là chỗ nhà bà Nga, còn em ở trong kia, còn bây giờ thích làm gì thì làm, ở đây làm thôi, em chẳng liên quan. Đến vậy thôi nhá. Máy đây con ốc à. Máy đây con ốc ngoan. Nhớ phải để vỏ lại. Đủ nhá. Ờ anh vứt vỏ. Đây. Anh vứt vỏ. Đây, anh chấm muối cho muối. Ờ. Đây anh vứt vỏ đi. Anh quá đáng vừa vừa thôi. Cả anh nữa ấy. Anh nào? Cháu ấy. Anh bắt được người đấy. Thích đổi cho bắt vào mấy đầu không? Anh đổ đi. Thích đổ không? Anh đổ đi đây này. Thôi thôi. Cô mình người. Cô là khách mà quá đáng vậy. Cô đi cậu uống luôn bác bán này không? Anh thì bây giờ nói chung anh thích làm gì thì làm. Cả cả anh họa thế. Bây giờ có em chẳng liên quan gì đến cô anh, bảo, anh cả. Cô cản cháu đi cháu uống bát mắm này. Anh cứ thích thì anh uống thôi. Em chẳng cản anh. Mà đây anh thích anh trêu anh làm gì anh bắt đầy ra đây. Cũng tại anh thôi, đấy là việc của cháu anh. Cháu bảo cháu bát mắm này nó cũng mặn như kiểu là gu của cô vậy. Thật cháu nói thật. Cái bát mắm này nó mặn đúng như kiểu gu của cô thích vậy. Thế thì anh ăn đi. Không cháu ăn được. Cái này cô ăn được thì cháu ăn được. Này lai hoay mà hai mày ra trước đấy. Mày đứng lên vườn quán nào. Mày biến đi. Đi về đi. Biến đi. Biến trước để anh ở đây. Anh để cái tầm này. Nếu mà tí kia khách mà vào đông thì bảo thôi nhá. Này anh tiếp một khách này thôi chứ. Sao cậu đông cơ mà. Thôi cái đấy tối không. Cái này chủ anh tiếp khách buổi tối còn. Mày ra ngoài kia mà chặn đường nhanh chưa? Vậy để em đứng ngoài đây nhá. Đứng ngoài đầu đường chặn đường nhanh không cho anh nào vào chưa? Anh ok. Vị khách đặc biệt thôi chưa? Sao mà mặt em xị quá vậy? Kìa, cái ốc đấy tí em phải nhặt vào đấy. Cô ơi. Em mất tiền em thuê ở đây em đang không phải làm cô gì. Cô thật là ốc của cháu này nó ngon nha. Này. Anh đừng có quá đáng.
Ê, 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 chưa cả cái đĩa ốc của anh đi. À kìa. Trời, kìa. Ôi, đừng, đừng, đừng. Em không thể em nhìn nãy giờ rồi đấy. Còn bây giờ một phát em hất cái đĩa ốc của anh ra đây. Thôi, cô, cháu xin cô, vừa hôm đầu tiên cháu mở quán này mà cô vào cô hành quấn hành động như vậy quá đáng ế. Anh biết anh hành động như nào? Việc nó đã xong rồi, cứ thích vào đây mà kìa. Em thằng em thế rồi em nó không nhìn, em nhìn từ nãy giờ rồi. Vâng, cháu biết lỗi, có gì tha cháu. Cho cháu xin bắt ốc cho ăn tiếp. Ốc cháu kinh doanh rồi, cháu mới mở bán này. Nên vậy anh mở bán thì bây giờ anh ngồi đây mà mở. Còn bây giờ chẳng em đừng có ngoại bần ngoan rồi của em ta, em chẳng liên quan gì đến việc của nhà anh nữa rồi. Ăn một hai con đã. Thế yeah, cô em vất ngon gọn vỏ nhau nhá. Cái vỏ này tí bá Nga về bá ngon. Cẩn thận tí bá làm ra cả nhà anh bá chửi đấy. Ngon phết à. Ăn xong kiểu vất vào chỗ. Vất vào nhau. Ừ con ốc này ốc chết. Đây anh cũng ngồi đây mà ăn. Đây ăn xong không ngon thì bá Nga về bá chửi. Ôi đâu ấy. Từ dừng lại. Đâu em đi vào nhà em mệt, em không muốn nói chuyện với ai cả. Chưa vào được. Nhà đâu, nhà đây đâu. Đây là nhà em thuê chứ em không phải là em ở chùa. Đúng rồi, đây cô cháu mình ăn nhau. Em không ăn. Cô ấy không mang rượu rồi toàn ạ. Bảo sao các cô thích uống rượu lắm ấy nhỉ. Em không ăn, anh tránh đứng ra gọn đường em ra. Ôi giời ơi cô, thật là đi ra đây ăn cháu quán. Anh không ra, đi về đi em gọi bán ai về em hả. Quán cháu sập tiệm là cho cô đấy. Thì kệ anh, đấy là việc của anh. Cô toàn cho anh em mình về dọn quán nó thật có không sập tiệm thật. Bà này bà không ăn ám rồi. Cả mình bà này không ăn kiểu gì mình không mà mình có khách đúng không? Thôi. Cho cô trở về chứ. Có gì lúc nào mà cần cung cấp dịch vụ ăn ốc đổ vỏ thì cháu liên hệ cô nhá. Đâu. Bảo là nếu mà nào phải là bảo gọi điện cho anh Toàn. Đúng không? Anh ok, vậy nha, cháu cho cô trở về đây. Cô Toàn ơi. Anh em mình kéo bây giờ. Là anh mình dọn quán rồi, quá không nó tức lắm thật đấy. Cái là lấy nó hát hết anh em mình thấy. Mà ốc ngon lắm cả. Ốc ngon hả? Ốc ngon mua, ốc ngon là ốc ấy. Em ăn không? Thôi bạn ăn đi, xong rồi tí tí mang về nhà tự ăn chứ, ăn đây rồi. Hai chiều cân mang anh em mình mang về nhà. Mang về chứ. Hóa rồi. Hóa ơi. Vào đây. Nó về rồi. Nhanh lên. Thế anh Khánh của mày hôm nay thì thế nào? Nhưng mà em thấy có cày ấy. Tức rồi em. Tức đúng cả bài rồi. Tại em không làm nói gì. Kiểu Mày ngu. Mày ngu như chó ấy. Nhưng mà nó đâu rồi? Nó vào trong nhà, nó tức vào trong nhà. Chắc đang ngồi khóc. Nó bảo bà ra đây bà chửi rồi. Ừ. Không mấy vỏ ốc thì không. Vỏ ốc không tức đây nhỉ. Hay bà chú cơm vào bây giờ anh em mình phải. Hay cầm vỏ ốc đến cổng nhà cơm vứt nhỉ. Đúng rồi. Tí nữa tôi bảo đây. Tí anh vứt ra biển lại phải nhòn. Để tí tớ nhòn cũng được anh ạ. Tí tớ nhòn cũng được. Tớ ra tớ khịa thằng Cương cơ. Còn bạn không được khịa, phải tớ. Được, phải không? Bạn đây là bạn ra bạn chưa rồi chưa? Nó có ốc bỏ tí đi anh Toàn mang anh nhà. Đúng không? Không bây giờ quán ốc này chắc đéo hết đâu. Tí hát hết ra cổng thằng Cương không? Nó phí đi thẳng. Không mang về. Nó phí đi. Để Toàn của anh em mình vào đấy đi bà lành mà nhìn thấy thằng. À không, tớ mang ra ngoài nhà Cương tự ăn bạn hiểu không? Mày mang lên nhà ngoài nhà cứ mày ăn mày bảo nó được không? Ốc ngon đặt ăn vào mồm nữa nhá. Tao mới bảo ốc này là ốc này ốc kia đấy chưa? Cái về hứa biển đấy anh nhỉ? Thử hứa ra hứa đấy hứa ra. Hứa ra cầm bằng bằng nào ra mình gì đấy? Bằng nào anh gì chết đi? Ốc ngon quá. Bạn ạ. Đang tỏ hoa. Đó, nhon thuận mình cái ốc vỏ ông ấy. Anh quên anh vừa vất ra. Khánh mà cúp lấy cái chú bóng. Có chú bóng không? Có cái bóng ngon lại không? Không toán thì mày chạy ông ngoài kia mày lấy cái bóng ở ngoài đi. Tao ngon thôi. Nhanh nhanh. Tao ra luôn. Hai cái bóng đâu? Hai đứa nhon nhá. Ok.